Hello, hello cả nhà. Hôm nay mình có món bánh cookies nha, peanut butter cookies. Cái này làm cũng dễ lắm nha cả nhà, và mấy đứa nhỏ nó cũng thích nữa đó. Rồi bây giờ mình đi chợ nha. Đó, mình có để sẵn một cái list cho cả nhà đi chợ nhé. À, cũng đơn giản lắm thôi. Rồi đó, cái này là cái bánh mà mình đã làm xong xuôi rồi đó cả nhà. Mình chiếu sơ sơ cho cả nhà coi trước nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Mình sẽ có bây giờ là bột nha cả nhà. Bột all purpose flour nha, butter nha, mình butter của mình cũng nó hơi mềm mềm nha. Cái này là peanut butter, tức là đậu phộng đó cả nhà. Rồi đường thì mình dùng đường light brown ha, cả nhà muốn dùng đường brown và đường trắng cũng được, tùy theo mình nha. Rồi xin lỗi, trứng đây, tí bột nội, baking powder ha, tí muối ha, và mình dùng cái này là yogurt, mình dùng 1 tablespoon yogurt ha. Rồi butter của mình nó cũng mềm mềm rồi cả nhà. Mình dùng là unsalted butter hiệu nào cũng được nha cả nhà. Mình dùng nửa cup nha. Rồi mình sẽ cho đường vào, mình cho 1 cup light brown sugar, tức là đường vàng vàng ha. Cả nhà muốn dùng đường trắng hay đường đậm đỏ cũng được, tùy mình nha. Mình trộn sơ sơ lên đi, rồi cho mình, rồi mình sẽ cho vào máy, mình sẽ dùng máy nha. Cho nó nhanh một tí. Đó, mình đánh máy sơ sơ ha, mình đánh chừng nào mình thấy nó trộn đều là được. Đó, nó cũng gần được rồi đó. Mình sẽ mình lấy cái spatula này ha, mình kéo xuống cái thành sẽ xoạt thành, là mình cho nó vô, mình lắc nó, mình quậy, mình dùng máy mình quậy tiếp ha. Rồi bây giờ mình làm xong rồi, mình cho thêm 1 cup peanut butter vào đây nha. Và mình quậy lên tiếp tục nha. Rồi mình quậy đây lên chút xíu thôi, khoảng cỡ 30 second là được rồi cả nhà, 30 giây là được. Rồi mình cũng kéo nó xuống nha. Cho nó khỏi dính cái thành á. Rồi mình sẽ sửa soạn, mình cho trứng vào với cả nhà. Nào, nếu ai không thích trứng thì không cần cho trứng một cũng được nha. Rồi cho 1 quả trứng nhé, có là cả luôn lòng trắng và lòng đỏ luôn. Rồi mình cho cái vanilla extract nha, dầu vanilla ha. Rồi bây giờ mình cho quậy lên tiếp tục nhé, quậy thêm vài giây thôi, không cần nhiều. Rồi bây giờ mình cho thêm 1 tablespoon yogurt nha cả nhà. Nếu cả nhà không có yogurt thì mình dùng cái sour cream cũng được, còn nếu không có thì bỏ, không cần cho vô cũng được, không sao nha. Tại mình thuộc hết cho cái này vô thì nó sẽ mềm, bánh nó mềm hơn. Rồi mình cho nó quậy thêm vài second nữa đi cả nhà, vài giây nữa đi. Rồi bây giờ tô bột ha, mình cho bột vào nè. Rồi mình cho 3/4 teaspoon baking powder nha. Bột thì mình dùng 1 cup rưỡi của bột ha, 3/4 teaspoon của baking powder và một chút xíu muối, cỡ khoảng 1/4 teaspoon muối là được tất cả nhà. Mình quậy để lên ha, để lát mình sẽ đổ trong cái tô này này của mình đó, tô peanut butter của mình ha. Mình cho vào một nửa thôi cả nhà nha, cho bột vô đây một nửa thôi để trộn cho nó dễ đó. Một chút xíu mình cho một nửa sau vô, rồi mình cho một nửa cái flour mixture vào ha. Rồi mình rây đi cả nhà. Xong mình lấy cái spatula của mình cũng quậy trộn lên, mình cứ nhẹ nhẹ tay nha cả nhà, nhẹ nhàng thôi, không cần phải gấp gáp. Mình cứ trộn chừng nào mình thấy nó quyện lại với nhau là được rồi, không cần phải làm trộn nhiều nha cả nhà nha. Rồi mình cho thêm cái phần còn lại của cái bột đi cả nhà, mình cho vào hết đi, rồi mình trộn cũng mình quyện lại với nhau cho nó đều là được nha, không cần phải làm mạnh tay nha cả nhà. Hôm nay mình xịn lắm á, mình quay tay phim một tay một tay kia thì mình làm, tại cũng hơi tối rồi đó nên mình không dám làm mạnh tay, cái gì cũng nhẹ nhẹ thôi. Rồi đó, mình trộn như vậy là được rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ vo nó, mình muốn bánh nó giống nhau, đều đều nhau á, thì mình cân nha cả nhà. Mình cân khoảng 25 gram mỗi của cái bánh,
Nếu mà mình thích to hơn thì mình làm nhị ở 30 hoặc là 35 tùy theo mình nha. Hoặc làm nhỏ hơn thì làm cái gram nó ít lại. Đó, mình vo được mỗi cục tròn như vậy rồi. Bây giờ mình ấn dập dập xuống nha. Ấn sơ sơ xuống một tí thôi. Để mình dùng cái fork á, cái nĩa của mình á, để cho mình ấn nó lên. Đó. Cái này thì cả nhà muốn làm kiểu gì cũng được nha. Muốn làm ngang, làm dọc hay nằm đè lên nhau nhau lên cũng được. Nhưng mình thấy là cái này thì nó đỡ bị nó đỡ bị gọi là hơi bẻ bẻ ra một tí, thì mình thấy cái kiểu này được hơn đối với mình thôi. Nhưng mà tùy mình muốn làm kiểu gì làm, tại vì bánh của mình mà. Đó, mình làm cái thứ hai cho cả nhà coi lại lần nữa nha. Cả nhà muốn vẽ smiling face lên cái bánh này cũng được nữa đó. Hoặc vẽ hình trái tim hay hình cô gái, cái gì cũng được nha. Thường thường mình thấy người Mỹ người ta hay làm bánh này á, người ta hay dùng cái fork này là có một kiểu thế à. Nhưng mà thì tùy theo. Nhưng mà thấy bánh mà từ từ có cái fork này thì mình nghĩ tới peanut cookie liền à. Rồi cả nhà ơi, bây giờ xong rồi đó, bây giờ mình sẽ nướng nha. Mình nướng là 340 độ F nha. Mình nướng khoảng từ 12 cho tới 14 phút tùy theo cái oven của mình nha cả nhà. Mình nướng xong xuôi, mình vẫn để trên cái giấy parchment này, giấy nến này nè, để cho nó nguội đi rồi mình hẳn chuyển qua cái rack nha. Rồi cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. Bỏ thời gian quý báu của mình để có cái video này. Rồi cả nhà ủng hộ cho mình xin một cái like và ủng hộ cho mình đăng ký cho mình luôn nha, tức là subscribe giúp mình ha. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. See you later. Thank you. Bye bye.